Vâng, em xin chào ở nhà. Hôm nay là sáng thứ bảy, hôm nay tranh thủ em đăng một ít lá kẻ nhé, lá kẻ cho những bác nào chưa có cái giống phong trần để tìm mình bầu này, các bác sưu tầm. Đầu tiên là em đi vào cái con kẻ phong trần. Kẻ phong trần thì hôm nay xuất ra con 50 kg này. Kỳ này trông nó bé bé này cả nhà, nhưng mà nó là toàn là kỳ gươm tự nhiên cả nhà nhé. Kỳ gươm tự nhiên dễ, nó rất là khỏe. Con thì tầm này ngoài Bắc thì nó không còn nắng rồi, lá nhựa này, khá là đẹp. Con thì đang lên kẻ. Thường thường cái phong trần này nó sẽ đẹp nhất ở tầm 52, 52 và 53 cả nhà nhé. Đây là cái cây mẹ này, cây mẹ của cây phong trần này. Cây này là đấy ở vườn năm ngoái, và năm nay vườn em mấy cái bụi nó to lắm. Cái cây phong trần này thì thứ nhất là nó thuộc về hàng thân thủ nhé, thân thủ đấy, trồng đến 53 mà nó tốt đấy là thân của nó rất là to, lá nó cũng to luôn. Và đặc điểm là con này nó rất nhạy nắng. Nhạy nắng là gì? Nó con này nó rất là cần nắng này nhá, nhất là anh em trong miền Nam mà nuôi những con này ấy, nắng nó quanh năm thì lá của nó lên to và nó vàng rất là khỏe đấy, và nó ra những cái sọc xanh này rất là đẹp, thân to lá to rất là khủng. Và thân dài có thể đạt vừa rồi bọn em trồng nó lên đến 1m6 này nhá. Đấy, con phong trần thì hôm nay có 5 kg này cả nhà nhá. Đây em gọi là kg số 1 này. Đấy. 5 kg này em bán đồng giá là 600k một kg. Đây này. 3 này. 4 này, 5. Bán đồng giá là 600k một kg nhá. Đấy, kg giống cái kẻ phong trần này nhá, dòng núi chúa, hoa cũng khá là đẹp. Còn con kẻ bầu này, con kẻ bầu thì hôm nay có mấy cái kỳ này nhá. Thì ba cái kỳ này là em xuất với giá là 680k một kỳ. Đấy, đây cái cây kẻ bầu đây, ví dụ đây là có một số kỳ em trồng ở đây cả nhà nhìn, em nói ví dụ này, mọi người thấy là lúc mới về là lá nó cũng những cái kỳ lúc mới trồng mà nó cũng xanh lắm, nó như kiểu này nó ít kẻ ấy, thì giá nó rẻ. Đấy, nhưng mà khi mà rễ nó đã bắt được vào chậu ấy, nó đi ok ấy, thì mọi người thấy là ngọn bắt đầu nó đang lên sọc khá là đẹp. Đấy. Đấy, con này thế đang lên sọc rất là đẹp đấy nhá. Đấy, rất nhiều cây kẻ bầu thì em bán rất là nhiều rồi. Rồi em quay qua cho những cái bác mới đăng ký kênh của em để các bác xem thôi. Đấy, cây kẻ bầu này nó dòng lá nhựa này nhá. Đấy, thì nó cái con này giá nó vừa phải, bởi vì là nó ra thì nó sẽ có cây lậu cây kia đấy, có những con nó ra từ gốc luôn, đây này, đẻ từ gốc luôn, vàng chóe chọe rất là đẹp. Đấy, cho những cái kỳ mà nó vàng mà nó kẻ nhiều như thế này ấy, thì giá nó lại đắt, còn những cái kỳ nó ít ít màu thì chúng ta mua về chúng ta làm giống. Đấy, những kỳ này sang năm thì nó lại đẹp. Đây cũng là kẻ bầu này. Đấy, kẻ lên vàng rất là đẹp luôn. Thì cái giống này thì em bán khá là nhiều rồi, cho nên là các bác cũng biết. Đây thì hôm nay đây ba cái kỳ này em xuất là 600, ba cái cốc này nhé là 680k. Đấy, cốc số 1 này. Cốc số 1 là cái lá nó hơi bị lỗi một tí cả nhé, nhưng không sao cả. Đang kẻ rồi. Lấy về làm giống thôi. Này là rêu nó bám vào đây cả nhé, rêu nó bám vào đây. Cốc này 680k này, lấy cả 2 kg luôn. Thế thì khỏe rồi nhá. Đấy, số 2 này cũng 680k. Con này kìa đẹp. Con khá là mập. Con số 3 này cũng thế nhá. Con này lá nó hơi lỗi một tí nhưng không sao cả nhá, vẫn để nó ngọn. Dễ rất là khỏe luôn. Ba con này là 680k này. Đấy. Đấy, còn 5 con ở phía bên dưới này thì là 750k cả nhé, 750k này, con số 1 này. Đấy, đang lên kẻ. Đấy, nó có kẻ từ chân luôn này. Kẻ từ chân luôn này nhé. Mà nó ít kẻ. Con số 2 này. Con số 2 này. Con số 2 này đang bắn hai mầm gốc của nó, đang bắn hai mầm gốc, mọi người thấy cái mầm gốc nó lên là nó kẻ luôn nhá. Đấy, lên phát là nó kẻ từ chân luôn. Rất đẹp, cái mầm này rất là hứa hẹn này. Một cái mầm gốc mà cứ kẻ từ chân này lên đẹp là giá nó đã tiền triệu rồi. Đấy, con này thì cũng thân mẹ thì nó hơi bị lỗi lá một tí, không sao cả nhé, lấy giống thôi. Mầm gốc lên kẻ luôn từ chân.
phê. Con số 2 cũng 750 này. Đây con số 3 này. Những con này nó toàn tầm trên chục sen cả nhá. Con số 3 này, con số 4 này. 4 này hơi lỗi lá một tí nhưng không sao. Đấy, con số 5 này. Tầm này vào nắng này rất là đẹp. Đấy, 750k. Còn ba cái con phía dưới này thì là bình thường này em bán là 1 triệu một con vì nó toàn trên một gang tay thôi. Đây mọi người thấy ạ, toàn trên một gang tay hết. Đang lên kẻ rất là đẹp. Đá nhựa. Con này dài lắm, con này phải dài 20 mấy cm. Đấy, con số 2 này, con số 3 này, con này trên một gang tay rồi. Ba con này bình thường này em bán 1 triệu nhá, nhưng hôm nay em bán 900.000 một con. Thì sang năm thì tha hồ lấy giống. Đấy, rồi các bác lấy cái khi nào thì các bác nhanh tay liên hệ với em nhé. Số điện thoại em là 0903 208 533. Rồi em xin cảm ơn.